Chào mừng quý vị và các bạn cùng quay trở lại kênh Phong Thủy Sa Cát, kênh thông tin hữu ích chuyên chia sẻ những kiến thức tử vi, phong thủy và đời sống tâm linh, được sự trợ duyên tư vấn của thầy Sa Cát cùng các thầy trong hiệp hội phong thủy và tâm linh Việt. Quý vị thân mến, đây là những con sắp đã bị cuộc đời vùi dập lên xuống, không ngóc đầu lên được, vận đen thì đo bám, tình cảm trắc trở, bị người thân hiểu lầm, bạn bè xa lánh. Thế nhưng theo phân tích của các nhà tử vi chiêm tinh học, sau khi bước sang ngày 25 tháng 10 âm lịch, cuộc sống của những con sắp này bước sang một trang mới. Vận xui qua đi, vẫn may ùn ùn kéo đến, thần tài ban phát tài lộc, công việc hanh thông thuận lợi, tiền bạc ùn ùn kéo về, mua nhà lầu xe hơi, đất đai nhiều vô kể, khiến làng xóm nể phục, bạn bè kính nể, đi đâu cũng được mọi người coi trọng. Xin mời quý vị cùng theo dõi video để biết mình có thuộc những con sắp may mắn này hay không nhé. Một, tuổi Tý. Đường công việc của tuổi Tý có thiên ấn độ mệnh nên con giáp này có tiếng nói ở cơ quan, đặc biệt là những bạn làm cấp cao. Trong ngày hoặc thời gian tới sẽ có tin vui liên quan đến xin việc, thăng chức, tăng lương. Mặt tình cảm không có chuyện lớn xảy ra nhờ hai hành thủy tương hòa. Điểm đáng khen nhất của con giáp này trong ngày là biết ăn nói, đối nhân xử thế. Nhiều người được mời đi ăn, đi chơi nhưng vẫn biết tìm cách để đền đáp lại. Đường tiền bạc ổn định, thu nhập chủ yếu đến từ công việc chính. Bên cạnh đó, vài thông tin tích cực trong chuyện tiền nong, nợ nần hứa hẹn xuất hiện vào hôm nay hoặc ngày mai. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tý cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 2. Tuổi Sửu. Những người sinh ra dưới cung hoàng đạo Sửu luôn tháo vát và dũng cảm. Họ có đủ khả năng để buông bỏ mọi thứ và họ thường đối xử khiêm tốn với người khác. Kể từ ngày 25 tháng 10 âm lịch trở đi, họ sẽ được phù trợ bởi ngôi sao may mắn. Như vậy, họ rất giàu có và có địa vị xã hội cao hơn. Trong khi đó, mặc dù một số ít người tuổi Sửu có sự nghiệp ổn định, nhưng sự nghiệp của họ sẽ không có nhiều tiến triển đáng kể. Chỉ cần họ suy nghĩ rõ ràng về những gì họ thực sự muốn, cùng với đó là việc cải thiện tầm nhìn và mở rộng mối quan hệ, họ sẽ rất dễ dàng được cấp trên và lãnh đạo tin tưởng và coi trọng trong vòng vài năm. Vì có thiên tài chiếu mệnh nên các bạn tuổi Sửu sẽ thấy công việc mình làm nhanh hơn mọi ngày hay có trúng thưởng hoặc may mắn bất ngờ. Tuy nhiên đừng vội mừng, nếu không biết tiết chế bản thân thì lộc đi rất nhanh. May mắn là có tam hội cục chỉ đường dẫn lối nên tuổi Sửu biết cách đối đãi với người ngoài và người nhà một cách khéo léo. Thời gian này bạn hay được mọi người khen thầm là có duyên nên ai cũng muốn làm quen với bạn. Cục diện thổ khắc thủy cảnh báo con sắp này trong ngày phải cẩn thận với tiền bạc, xe cộ kẻo bị mất cắp. Đi chợ ở đâu cũng nên để ý đến vị trí tiền và xe cộ, cần để ở nơi an toàn hoặc giao phó cho người nhà. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Sửu cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Tỵ Dậu Sửu để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 3. Tuổi Thìn. Thời gian này nhờ có chính tài trợ mệnh nên may mắn mà tuổi Thìn có được chủ yếu đến từ công việc chính mà bạn đang làm. Chỉ cần kiên định với công việc hiện tại, không đứng núi này trông núi nọ thì mới có lộc làm ăn, không chừng còn được tăng lương, thưởng nóng. Vì cục diện thổ khắc thủy nên Thìn phải để ý lời ăn tiếng nói của bản thân một chút, đặc biệt là trong chuyện tình cảm. Không ai trên đời này là hoàn hảo, ngay cả với chính bản thân bạn. Có lẽ bạn đang quá kén chọn trong việc tìm nửa kia phù hợp với mình. Mặt tiền bạc cũng chật vật, thời gian này bạn cảm thấy khó kiếm tiền hơn mọi khi. Nếu bạn chi tiêu quá tay cho những món hàng trên mạng mà không tính toán cẩn thận thì có ngày bị cháy túi. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thìn cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân thân Tý Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 4. Tuổi Mùi. Vận gặp thiên tài nên có cả hung lẫn cát trong công việc của tuổi Mùi. Hôm nay ăn phận thủ thường thì bình an nhưng đi làm lại sóng gió. Có thưởng nóng tăng lương nhưng cũng không kém phần vất vả, làm gì cũng nên khiêm nhường, từ tốn như Mùi. Điểm sáng trong ngày này là đường tình cảm nhờ tam hợp trợ vận, các mối quan hệ hài hòa nên bạn hoàn toàn có thể an tâm để chuyên tâm cho công việc và sự nghiệp, công danh. Đây cũng là ngày tốt cho các bạn muốn cưới hỏi, tỏ tình.
Tử vi dự báo muốn để tiền bạc phát triển, có lẽ con giáp này cần cố gắng nhiều hơn nữa vì cục diện thổ khắc thủy đang cản trở bạn. Ngoại trừ việc phải phấn đấu ra, bạn không còn sự lựa chọn nào khác. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Mùi cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Hợi Mão Mùi để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 5. Tuổi Thân. Ngày mới, tuổi Thân được chính quan nâng bước nên công việc may mắn hơn nhiều với con giáp khác. Đặc biệt là những người làm quan, thi cử thì sắp đón nhận nhiều tin vui. Chủ nhật này cũng là cơ hội cho những ai bắt đầu khai trương, hợp tác làm ăn. Ngày 25 tháng 10 âm lịch là ngày gặt hái tiền bạc về tay của người tuổi Thân. Con giáp này kiếm tiền không ngơi tay, càng cận ngày càng bận rộn, nhất là những người làm ăn buôn bán. Tuổi Thân đón đầu xu hướng, đi đúng đường nên không cần phải lo lắng nhiều về vấn đề tài chính. Dù số tiền bản mệnh bỏ ra đầu tư không ít nhưng cũng sẽ nhanh chóng thu về được gấp nhiều lần so với con số ban đầu. Đường tình cảm đẹp đẽ nhờ kim sinh thủy, người ấy là chỗ dựa đáng tin cậy để bạn sẻ chia những vui buồn trong cuộc sống. Trong ngày dễ mà có tin vui liên quan đến cưới hỏi, sinh nở hoặc có người thân ở xa đến thăm, con giáp giỏi thích ứng này dù là kinh doanh hay làm công ăn lương cũng đều đạt được thành tích tốt trong thời gian tới. Có làm thì mới có ăn, có siêng năng cần cù thì sẽ có ngày gặt hái được quả ngọt. Mọi công sức bạn bỏ ra đều đang được đặt đúng chỗ. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Thân cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Thân Tí Thìn để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. 6. Tuổi Tuất. Công việc của người tuổi Tuất khá may mắn nhờ chính tài trợ mệnh. Những ai đang chờ tin tức xin việc, đòi quyền lợi, thăng chức, thi cử cho bản thân hoặc con cái thì sắp tới sẽ có tin vui. Cơ hội thăng tiến đang ở rất gần, tiếp tục cố gắng hơn nữa nhé. Bước sang ngày 26 tháng 10 âm lịch cũng chính là tháng phát tài của người tuổi Tuất. Con giáp này có được thu nhập bùng nổ, có tài lộc chất đầy nhà, không cần phải lo lắng về chuyện tiền bạc trong tháng này. Bản mệnh dù là người làm công ăn lương hay người theo nghiệp kinh doanh, buôn bán thì đều có thể đạt được những bước tiến rõ ràng trên con đường sự nghiệp của mình. Song hành cùng điều đó chính là tin vui về tài lộc, bản mệnh có tiền lương, tiền thưởng tăng cao, có thêm nhiều khoản thu nhập bên ngoài. Bên cạnh đó, con giáp này khéo léo chi tiêu nên không vì thế mà tiêu xài hoang phí. Có được bài học từ những lúc thiếu thốn, khó khăn, tuổi Tuất biết cách cân đối chi tiêu để dành dụm cho một khoản khá sung túc, đủ đầy. Tuy nhiên, đường tình cảm bấp bênh và khá đau đầu sau cục diện thổ khắc thủy, chuyện tình duyên không nên ép buộc, rồi sẽ có một người phù hợp với bạn xuất hiện. Với hàng xóm vô duyên thì nên mặc kệ, những việc họ làm trái với lương tâm thì sau này tự gánh chịu hậu quả. Trong chuyện kiếm tiền, bạn cần tỉnh táo tránh xa vào bẫy của kẻ tiểu nhân, có nhiều người đang muốn cướp đường làm ăn của tuổi Tuất. Nay bạn cũng phải hạn chế cho vay tiền hay mang quá nhiều tiền bên người. Để được may mắn hơn trong thời gian này, những gia chủ tuổi Tuất cần luôn mang theo bên mình vòng tam hợp quý nhân Dần Ngọ Tuất để trợ mệnh, giúp thân mệnh vững chắc, chiêu mời quý nhân giúp đỡ, hóa giải những vận hạn đen đủi, từ đó giúp gia chủ thâu thu tài lộc, may mắn và bình an. Quý vị thân mến, như vậy chúng ta vừa tìm ra 5 con giáp may mắn nhất trong ngày 25 tháng 10 âm lịch. Quý vị có thuộc một trong những con giáp may mắn ở trên hay không? Hãy comment xuống bên dưới ô bình luận để mọi người cùng được biết và chúc mừng bạn nhé! Cảm ơn quý vị đã quan tâm theo dõi. Mọi thắc mắc hay đóng góp của các bạn, hãy comment bên dưới ô bình luận hoặc gọi điện trực tiếp đến số 0989 349 119 để được tư vấn trực tiếp. Quý vị đừng quên đăng ký kênh và nhấn vào chuông thông báo để ủng hộ cho chương trình. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại!